Rồi, mình tiếp thu thuật các bạn nha. Thì video trước á, mình chia sẻ với các bạn là chúng ta dùng điện thoại để chúng ta lấy cái link video. Thì mình giới thiệu qua cái về cái máy tính mình ra lấy cái link video ha. Các bạn vào cái trang fanpage của nhân vật nổi tiếng Bắc Kỳ. Rồi chúng ta vào cái mục video ở đây các bạn ha. Rồi, chúng ta chọn một cái video phát trực tiếp. Đây, mình ví dụ hôm trước là cái lễ dân hoa đây. À, video trên 4 vạn người này đi. Rồi, các bạn vào đây. Rồi, chúng ta copy cái link trên đây ha. Đấy, rồi, các bạn tìm cái trang Get VIP thôi. Get VIP các bạn nha. Rồi, các bạn gõ download video Facebook. Rồi, chúng ta thấy cái trang đầu tiên. Rồi, chúng ta vô đây các bạn ha. Rồi, các bạn copy cái link vô. Đây, rồi chúng ta tải về. Các bạn đợi lót xíu là ra liền các bạn ha. Đây, tùy vào cái video đó chất lượng, nói chung là nó có chất lượng HD là nó ở đây nó sẽ có HD cho các bạn tải ha, còn nếu mà không có là không có các bạn nha. Thì đó, chúng ta tải về, chúng ta ghép file video của nhân vật nổi tiếng như thế nào đó, chúng ta làm một cái video mới thì các bạn ha. Đó là một cái thủ thuật nhỏ, mình xin chia sẻ thêm cái thủ thuật nhỏ nữa các bạn ha. Mình không biết sao vô tình cái từ khóa này nó lại tìm kiếm nhiều vậy, mình không biết. Rồi, rồi mình ví dụ có một cái địa chỉ liên kết của một cái video đấy, thì mình dán ra coi. À, ví dụ mình lấy cái địa chỉ này các bạn nha. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một cái video nào đó trên điện thoại cũng vậy, hay là cái máy tính cũng vậy ha. Thì chúng ta dán cái địa chỉ cái trang web đó lên luôn và chúng ta enter là nó sẽ ra đúng cái video luôn các bạn ha. Trên điện thoại cũng vậy các bạn nha. Đây, mình đang thao tác trên máy tính rất là hay. Cái này nó cho phép chúng ta tìm trong cái kênh của các bạn luôn nha. Rất là hay các bạn ha. Đây, trong cái mục tìm kiếm, cái này là tìm trong kênh các bạn thôi. Nếu mà các bạn muốn add cái video đó vô làm một cái danh sách phát á, mình ví dụ ở đây đi ha. Rồi các bạn muốn add cho nó làm cái video mà màn hình kết thúc á, thì chúng ta làm trong đây đấy, chúng ta add cái video đó thêm thôi ha. Rồi đó, đây chúng ta lấy cái video bất kỳ nè, rồi chúng ta dán enter đó. Hoặc cái này nó cũng hay, cái là nó cho phép chúng ta add cái video của người khác vào cũng được các bạn nha, chứ không nhất thiết là cái video của chúng ta không nha. Ở bên đây thì nó lấy video của mình, nhưng mà bên đây thì video bất kỳ đó, rất là hay. Hay cái là chúng ta lấy cái link thôi, chứ không nhất thiết là chúng ta lấy cái mà chi tiết về cái khác của mình. Rồi chúng ta đi tiếp các bạn ha. Rồi chúng ta đi tiếp hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái thủ thuật tiếp theo để chúng ta tăng view, tăng sub. Đây, cái thủ thuật này rất là ăn tiền. Những cái nhỏ của YouTube các bạn ha, mình cứ nghĩ là nó bình thường, nhưng mà chắc là nó rất là quan trọng các bạn nha. Chúng ta nghĩ nó đơn giản chứ không phải nó đơn giản các bạn nha. Đây, cái video mình lấy cái video mà UFO hôm nay là cũng được nhiều người xem nè. Mình biết cái chủ đề này nóng hỏi và mình dự kiến là cái video này nó sẽ tăng lên hàng trăm ngàn lượt xem. Mặc dù cái video này khó kiếm tiền các bạn nha, tại vì cái video này là video bản quyền của người ta, mình up lại nguyên bê nguyên bản luôn các bạn ha. Đấy, nhưng mà mình được cái gì các bạn biết không? Mình được cái là mình sẽ lấy được cái lượng người đến truy cập kênh của mình, và mình lấy cái lượng người đó đăng ký kênh của mình không lấy lượt view nhưng mình lấy cái lượt sub đấy, mặc dù chúng ta không phải là làm ra cái video đó mà chúng ta lấy được cũng có cái lợi cho mình các bạn ha. Nhưng mà tốt nhất chúng ta lấy những cái video ngắn ngắn tương tự thế này. À, đừng có lấy video dài quá giống như những cái bộ phim này kia á, là vi phạm bản quyền nặng quá là người ta đánh luôn, là sập kênh các bạn nha. Rồi bây giờ hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái mục thẻ. Đây, chúng ta vào cái video rồi chúng ta vào cái mục chi tiết ha, vào video và chi tiết. Rồi bên góc phải đây chúng ta sẽ thấy cái thẻ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần thẻ. Thẻ này khá là hay vì trong video của các bạn có, ví dụ các bạn lấy video người ta về đi rồi các bạn không có không không có chỉnh sửa được, các bạn bê nguyên gốc vậy, thì các bạn vô đây các bạn chú thích thêm để cho người ta biết cái đoạn nào
bạn cần nói về cái điều gì, rồi cái đoạn nào các bạn cần trình bày cái nội dung như thế nào để người ta hiểu hiểu về cái phần mà bạn muốn truyền tải đến người xem. Đây mình ví dụ, đây cái phần này của mình đây, đấy đấy mình đấy mình làm một cái chia sẻ. Đấy, nếu mà bạn nào mà để ý trên cái góc phải màn hình ha, góc phải màn hình các bạn sẽ thấy cái bạn đã xem video phần mô tả chưa, bạn có tin VPO không. Đó, cái này mới quan trọng các bạn ha, cái câu đầu tiên này là nó nổi trên góc phải màn hình của video, trên góc phải màn hình video, và cái câu những cái câu còn lại là các bạn thêm vô ha. Đây đây nó nổi ở đây, nó nổi ở đây các bạn ha. Khi mà các bạn nãy các bạn để trong cái khoảng 24 giây giống như mình nè, thì chạy đến đây là nó ở góc phải này nó sẽ hiển thị cái dòng này lên, hiển thị cái dòng là bạn đã xem video phần mô tả chưa. Đó rồi bây giờ bạn muốn xóa cũng được, bạn có 5 cái tùy chọn gợi ý để đặt câu hỏi để cho người ta bình luận, người ta đánh giá ha. Đấy rồi bây giờ mình sẽ ví dụ mình thêm 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 một cái nè. Đấy ví dụ mình thêm một cái thẻ video khác đi, đó mình muốn giới thiệu cái video khác mà đến đến để các bạn xem, rồi chúng ta có nhu cầu tìm hiểu thì chúng ta click vào cái video đó. Ở đây bạn có thể bát luôn được ha, bát rồi enter các bạn nha, chúng ta bát rồi enter enter rồi nó sẽ hiện ra cái video hồi nãy các bạn copy. Đấy đây các bạn thấy không, đấy đúng cái tên nãy ha. Đấy đấy là chúng ta di chuyển các bạn nha, đây chúng ta đây mình à, đây đấy chúng ta di chuyển, ví dụ di chuyển đây nè, các bạn muốn cho nó hiển thị cái ở đây thì chúng ta chỉnh lại, giờ chúng ta xóa đi ha, xóa đi, rồi giờ chúng ta thêm thẻ lại nè, chúng ta chỉnh ngay cái thời điểm mới nè, thêm thẻ nè, các bạn muốn cho liên kết một cái video khác thì các bạn dán nó vô enter, dán đường dẫn video vô enter. Đó các bạn thấy hai móc không, đây một móc là cái phần mô tả, một móc là cái link video. Bây giờ mình ví dụ thêm ha, video hoặc cái danh sách phát của các bạn nha, kênh thì chúng ta để cho mình quảng bá một cái kênh hoặc là cái kênh của chính của các bạn, chẳng hạn thăm dò ý kiến. Đây thăm dò ý kiến là cái hồi nãy các bạn ha, đây bình thường là hai hai câu hỏi thăm dò ý kiến đó. Đó bạn ghi rồi thì nó sẽ lưu lại các bạn ha. Đấy đó rồi, hoặc các bạn thêm đây nè, chúng ta chọn nè, đó chọn chọn được 5 cái ý kiến các bạn ha. Đó để chúng ta bình luận cho những cái khách hoặc là cái người xem á, người ta bình chọn cái ý kiến nào là quan trọng của cái mục liên quan tới cái video của các bạn chia sẻ ha. Rồi cái liên kết đến một trang web, có nghĩa là cái trang web mà các bạn được duyệt trong cái cài đặt của YouTube, thì khi mà đây mình ví dụ đây những cái trang web mà chúng ta đã liên kết với lại cái blog blog của chúng ta các bạn ha, blog post nè của thằng Google luôn á ha, thì nó cho các bạn liên kết vào và các bạn chọn thì nó sẽ hiện cái liên kết đó lên. Mình một ngày nào đó mình rảnh mình sẽ chia sẻ với các bạn là tạo những cái lock luôn nha, tạo căn bản thôi để các bạn ví dụ chúng ta quay cái video này xong rồi chúng ta tạo một cái tựa đề của cái video này rồi chúng ta chèn cái video này vô thì mình làm luôn các bạn nha. Lock lock ra đây thì nó sẽ liên kết với tài khoản Google của các bạn ha, nó sẽ liên kết là nó đăng nhập thẳng vô luôn các bạn nha. Đấy ví dụ các bạn đăng bài mới nè, đây ví dụ cái VPO này là mình chưa có đăng nè, đấy mình chưa có đăng cái VPO này nè, khi mình ví dụ cái này xong rồi các bạn ha, ví dụ xong rồi khi các bạn mà thao tác hết mấy cái thẻ này xong á thì chúng ta bắt đầu đóng lại, đóng hoàn toàn cái thẻ này các bạn nha, là nó đã xác minh là xác nhận đã lưu rồi các bạn nha, lưu rồi hết ok hết, chúng ta đóng lại thì mình thêm cái kênh cho các bạn thấy đi để chúng ta biết. Thông điệp từ kênh nè, văn bản giới thiệu về kênh nè, URL có nghĩa là địa chỉ trang web của kênh các bạn ha. Đấy rồi chúng ta tạo đó thì nó có mấy thẻ như thế, chúng ta rất hữu ích các bạn nha. Mình ví dụ một cái video khác thì mình xóa cái này đi, tại vì cái này mình không có cần nên mình xài có một cái đó thôi.
Rồi bây giờ mình ví dụ một cái video khác các bạn ha. Rồi mình copy làm cái này đi các bạn nha, cho nó xong một cái đi ha. Đấy, mình copy qua cái tên đây, rồi mình lấy cái địa đây, cái trang web, địa chỉ web ở đây, địa chỉ video đây. Đấy, các bạn cho enter cái đi, chúng ta chọn cái kênh giữa nè, đấy. Rồi chúng ta chọn cái video, chèn video đây. Từ YouTube rồi thì chúng ta search cái link đó rồi enter nó ra, hoặc là từ cái kênh của bạn là nó hiện những cái video mới nhất trên đầu đó, rồi chúng ta kéo xuống, hoặc là như thế này chúng ta qua copy cái link thì nhanh hơn các bạn ha. Rồi các bạn click đôi hoặc chọn như đây cũng được, mình click đôi nó cũng vô nè ha. Đó, rồi chúng ta xuất bản thôi. Ở đây cái nhãn các bạn có thể ghi là UFO, giống như là cái từ khóa bạn nha, từ ý để người ta tìm kiếm đến. Đấy. Rồi chúng ta bấm dưới đây và hoàn thành các bạn ha. Đó là nó xác nhận cái từ khóa trong cái trang web của các bạn, là các bạn có thể tìm kiếm ngay cái từ khóa này là chúng ta thấy được cái bài viết này luôn, thì nó rất là lẹ các bạn nha. Rồi mình tạo luôn. Bây giờ mình ví dụ mình xem nè, đó mình bấm vô xem nè ha. Đó đó là các bạn vô đấy, các bạn vô web mình là các bạn thấy luôn các bạn ha. Đó, thấy luôn, chúng ta xem video tại đây luôn đấy. Thì cái lượt xem của kênh mình nó vẫn được tính các bạn nha, tại vì cái này cái đường dẫn liên kết vào trong web nên nó quảng cáo như thế nào gì đó thì nó cũng được tính hết các bạn ha. Đấy, đó là một cái thủ thuật để chúng ta tăng cái view và tăng cái lượt sub của mình lên. Chúng ta là dựa vào cái logbot, thì cái logbot này gây nó cũng quan trọng không kém các bạn nha. Mình ở video trước mình cho các bạn xem về cái thống kê rồi ha, nên mình sẽ mở lại cho các bạn xem số liệu phân tích thống kê đây. Có những cái lượt mà người ta theo dõi mình từ cái logbot qua các bạn nha, chứ không phải là từ cái YouTube là chính. Đó, có những cái lượt mà họ tìm qua từ cái trang web các bạn ha, vượt qua cái tính năng bên ngoài nè. Tìm kiếm trên YouTube thì nó nhiều, nhưng mà những cái bên ngoài nó vẫn có này các bạn ha. Đấy, thì đó, cái nào các bạn rảnh chúng ta theo dõi mấy cái này thì chúng ta sẽ biết rõ hơn các bạn nha. Bây giờ mình giới thiệu sơ qua thôi, còn một cái video chính thì mình sẽ giới thiệu kỹ chi tiết hơn về cái tạo lốc này. Tạo lốc cũng khá là thú vị, cũng vui các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ mình nói tiếp là cái thằng thẻ các bạn ha. Thẻ có một cái video mình chèn khá là nhiều thẻ, đó là cái video video khá là nhiều thẻ. Rồi nó chuyển qua bên kia rồi. À, các bạn chờ mình xíu. Đây, video này khá là nhiều thẻ các bạn nha. Tại sao mình đặt nhiều thẻ các bạn? Tại vì trong video trong YouTube á, nó không có cho phép chúng ta chèn chữ vô được. Nó không cho chúng ta chèn chữ hiệu ứng video được, nên thành ra chúng ta phải chèn thẻ là như vậy các bạn ha. Thì đấy, thì chèn thẻ thì lỗi bạn, chèn thẻ nằm trên đây. Rồi, chúng ta vô cái mục thẻ này ha. Có những cái đoạn video nó âm thanh khá là lớn các bạn nha. Đây đây có những cái đoạn đây nè, nó phát âm thanh khá là lớn. À, mình xin cảnh báo các bạn ha. Đấy, các bạn thấy nó hiện lên xin cảnh báo âm thanh to nè. Đấy, thì cái này nó cũng khá là thú vị, cũng rất là hay để chúng ta biết được cái đoạn nào chúng ta cần chia sẻ cái điều gì quan trọng, thì các bạn sẽ đánh vào đây, chúng ta thêm thẻ vào đúng cái đoạn đó để cho mọi người để ý tới cái mà đề tài, cái vấn đề mà các bạn muốn nêu ha. Đấy, thì đấy, thì mình ghi khá là rõ bạn nha, mình xin lỗi nè. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ bớt mấy phần đó sau. Thì trước mắt thì mình giới thiệu cho các bạn biết về cái tính năng của thẻ. Đấy, thì nó có cái tính năng khá là đặc biệt này. Thì nếu mà các bạn không có chỉnh sửa chèn hiệu ứng cũng như là chữ trong video được, thì các bạn ứng dụng thẻ để chúng ta làm một cái thông báo, một cái thông điệp gì đó gửi đến cho mọi người xem để người ta biết được các bạn muốn nói điều gì. Đấy, cái hiệu ứng thẻ này khá là thú vị, khá là hay các bạn ha.
Đấy, nếu mà các bạn tận dụng được cái điều này luôn thì nó sẽ trọn vẹn hơn cái video của các bạn nha. Chứ chúng ta đừng nên bỏ sót cái điều nào mà cái thằng YouTube nó hỗ trợ, đa phần nó hỗ trợ đều có lợi cho chúng ta các bạn ha. Rồi. Tiếp đến phụ đề cũng quan trọng không kém các bạn ha. Phụ đề thì mình chưa có nghiên cứu nhưng mà mình nôm na là mình cũng đoán được phần nào. Đây, cái phụ đề là chúng ta vô đây ha. Các bạn nếu mà chúng ta có phụ đề sẵn, chúng ta tạo sẵn thì chúng ta tải lên từ máy tính. Đấy. Đây, hoặc các bạn nhập phụ đề cho cái video đây. Đây, tải lên từ máy tính ha. Ví dụ cái phụ đề các bạn tạo rồi. Các bạn có thể tải cái sub. Nè, mình bạn đợi đợi xíu nha. Để mình mở cái sub lên các bạn ha. Chấm lên. Full. Đây, đấy, cái này là cái trang sub các bạn nha, của những cái bộ phim nổi tiếng luôn. Còn cái bản phim gốc thì các bạn vào những cái trang torrent, các bạn tải về những cái bộ phim mà mới nhất ha. Thì thường là cách đó khoảng hơn một tuần là sẽ có những cái chất lượng phim nó như giống như là Full HD hoặc là HD hoặc là những cái bản cam chẳng hạn. Rồi các bạn tải về chúng ta để chung một cái thư mục. Mình ví dụ nha. .ht Harry Potter .mp4. Đây, những cái bộ phim Harry Potter này các bạn nha. Mình còn giữ trọn bộ luôn các bạn. Đây, nhà cái đuôi sub của nó là RT các bạn ha. Đấy. Đây, khi bạn click vào sub là nó sẽ load luôn cái bộ phim đó luôn. Nếu mà chúng ta để cái tên file sub đó, nó kèm chung với cái tên của video. Đây các bạn ha. Đây, cái tên sub nè. Để các bạn cho cái sub đó, nó chính xác với cái video của chúng ta thì chúng ta copy cái tên video đó, chúng ta qua cái tên sub rồi chúng ta dán paste vào. Vậy các bạn ha, là chúng ta sẽ đọc được cái file sub này nó kết nối với video. Nếu mà các bạn dùng cái trình mà player giống như là bot player hay là VLC media của thằng thằng Windows cũng ok các bạn ha. Đấy thì nó sẽ load luôn cái file sub. Thì cái file sub này chúng ta chỉnh được các bạn ha. Các bạn open nè, open with. Đây. Chưa các bạn, more app. Rồi, chúng ta chọn cái này, ok. Rồi, trong đây nó sẽ có cái mốc thời gian các bạn nha. Đây. Cái mốc thời gian như sau nè các bạn ha. Đấy, đấy. Trong đây là nó có cái phông và nó có mình kéo kéo xuống dưới xíu đi, các bạn sẽ thấy những cái câu nói đây ha. Đấy. Đấy. Đó, các bạn sẽ thấy cái thời gian, cái mốc thời gian đây và cái câu nói đây. Thì ở từ cái mốc thời gian này là 18 giây. Ê, xin lỗi các bạn, 10 18 phút 30 38 giây phải mấy mấy đó là phải không ta? Chưa, để mình coi coi. Hai tiếng mấy hả? Để mình mở thử coi phải 2 tiếng mấy không các bạn nha. Sợ nói tào lao. Đúng rồi, 2 tiếng mấy. Chỉ là cái đó là 18 giây các bạn ha. Ở đây là 10. Đây là 2 tiếng mấy nè. Đó, 2 tiếng mấy nè. Hồi nãy là 18 giây mấy. Đây là 2 tiếng mấy, 14 phút nè. 0,2 không 0,2 giây lẻ sau phía sau các bạn ha. Đó, trong cái đoạn này nó từ cái đoạn dây dây này tới cái dây 0,2 phải mấy giây tới 0,5 giây mấy là nó sẽ nói cái đoạn này, nó sẽ nói chuyện phát cái đoạn này lên. Thì đó, thì tương tự trong đó là chúng ta làm tương tự như vậy để chúng ta đưa vào cái phụ đề của chúng ta thôi các bạn ha. Đó, chúng ta làm tương tự như vậy thôi, hoặc các bạn có thể gõ cái phụ đề trong đây nó, các bạn chỉnh là như thế nào đó. Chúng ta canh cái thời gian nè, ở đây chúng ta có thể chỉnh nè. Đấy, đó, nó có hiển thị theo cái thời gian.
thì các bạn click như đây, chúng ta nhập cái phụ đề vô, giống như các bạn làm dùm một cái video người nào đó, nếu mà các bạn rành tiếng Anh hay là cái video đó tiếng Anh mà bạn muốn phụ đề tiếng Việt thì các bạn vô đây các bạn làm cho người ta ha. Đấy, các bạn gửi cho người ta, gửi phụ đề. Nếu mà người ta có cho phép cái video đó được chèn thêm phụ đề thì các bạn mới làm được các bạn nha. Thì xong rồi các bạn bấm xuất bản ở đây ha. À, xuất bản xong rồi các bạn quay quay vào cái quay lại cái YouTube video. Rồi. À, tiếp tiếp là chúng ta cho chọn ngôn ngữ được nè. À, đấy, ngôn ngữ. Thì thường chúng ta để tiếng Anh hoặc là tiếng Việt mặc định đi các bạn nha. Ở đây là đóng góp của cộng đồng nè các bạn nha. Đó là nếu mà ở đây chúng ta bật một cái video các bạn up lên mặc định là nó sẽ bật. Nhưng mà các bạn mà tắt á, là người ta không có đóng góp cái phụ đề cho các bạn được ha. Thì đấy, mặc định là các bạn bật rồi. Còn nếu bạn muốn tắt cái đóng góp phụ đề thì các bạn chọn ở đây ha. Là cái người khác á, người nước ngoài hay là người của chúng ta. Người trong nước chúng ta thấy video các bạn hay hữu ích mà người ta muốn thêm cái phụ đề tiếng Việt cho nhiều người dễ đọc, ví dụ cái người nước ngoài người ta lâu quá người ta ở nước ngoài người ta cũng quên quên cái chữ tiếng Việt các bạn, thành ra nhiều khi cũng hơi khó nghe nên người ta cần phải phải đọc các bạn. Như đối với những người nào mà họ họ nghe không chuẩn thì họ họ sẽ đọc các bạn ha. Thì các bạn làm cái đó thì nó cũng cũng hữu ích, nhưng mà cái đó thì nó hơi hiếm các bạn ha. Thì những cái video nào qua rất là quan trọng, rất là nổi tiếng rồi, thì đó là những cái chia sẻ về cái phụ đề. À, thì các bạn có thể để mặc định để chúng ta được nhiều cái lợi thế hơn các bạn nha. Ở trên cái trình video cũ thì mình sẽ không chia sẻ nhiều các bạn ha, mà tại vì trình video mới này nó có khá là nhiều và khá là đầy đủ những cái hay rồi, thành ra mình cũng không có muốn chia sẻ thêm nhiều về cái trình video cũ. Thì cái danh sách phát ở đây nó cũng quan trọng các bạn ha. Ví dụ các bạn đang up một cái video thì các bạn có thể chọn trong cái phần mà up video á, tại cái danh sách phát luôn, thì các bạn chọn nó thuộc vào cái danh sách sách phát nào thì chúng ta chọn danh sách phát đó, hoặc các bạn có thể tạo mới để chèn cái video đó vô cái danh sách mới luôn các bạn ha. Thì đấy, thì chúng ta chọn ok vậy thôi. Rồi mấy cái thẻ thì lần trước mình cũng nói với các bạn ha, đó mình các bạn ghi nhiều nhiều như thế này mà những cái nội dung cái từ khóa gợi từ ý nó tương tự với cái nội dung mà cái video các bạn đang chia sẻ thì nó hữu ích hơn các bạn nha, nó sẽ tăng cái lượt tìm kiếm hơn. Thì chọn khác ở đây có một cái cũng đây cho phép ghi nhận tác giả, có nghĩa là cái video của các bạn khi mà một người nào đó người ta copy á, thì nó bị đánh bản quyền, YouTube nó báo là cái video này vi phạm bản quyền, thì chúng ta muốn chia sẻ rộng rãi hơn mà người ta không có bị ràng buộc về cái bản quyền video của các bạn thì các bạn chọn cái dòng này ha, ghi nhận tác giả, cho phép ghi nhận tác giả. Ở đây là chúng ta chọn cái ngày ngày quay video của các bạn có thể chọn một cái ngày khác ha. Ví dụ chúng ta chọn năm ở trên đây, tháng nè, chúng ta lăn chuột lên ta cho chọn tháng nè. Đó, hoặc các bạn có thể gõ gõ đây, ví dụ mình gõ đây là 10 10 19 được nè, 18 được nè, đó thì các bạn có thể chỉnh cái ngày ở đây ha, chỉnh cái ngày ở đây luôn vẫn được. Đó, nó lẹ hơn các bạn ha. Cái phạm vi phân phối mọi nơi trên nền tảng kiếm tiền thì tốt nhất chúng ta để mọi nơi đi các bạn nha, cho cái video của chúng ta nó tiếp cận nhiều đối tượng và nhiều thành phần hơn thì nó sẽ được phân bố rộng rãi, nhiều người biết đến hơn các bạn nha. Cái vị trí video mình khuyên các bạn là không nên chọn, đối với những bạn nào mà chúng ta kinh doanh về cái thực phẩm, nói chung là kinh doanh đó, mà các bạn muốn để lại cái địa chỉ để cho người khác tìm đến cái nơi của bạn thì các bạn nên chọn cái vị trí video của mình. Còn những các bạn mà chúng ta làm những cái video mà giống như mình để mà chia sẻ những cái điều gì đó lợi ích đến cái kênh của các bạn là chính mà không có liên quan tới cái kinh doanh bên ngoài á, thì chúng ta đừng nên mà chọn cái vị trí video vì nó làm mất luôn cái dòng này các bạn nha, cái dòng mà chữ thăng nè. Một khi nó hiện lên cái vị trí video các bạn rồi, các bạn sẽ không đánh được, không thấy được những cái dòng thăng này các bạn nha, không thấy được cái những cái từ khóa mà có chữ thăng mà trước.
thì nó cũng làm mất lợi thế của các bạn một phần ha. Thì đó đó tùy với trường hợp các bạn nào kinh doanh mua bán mà muốn để lại cái địa chỉ các bạn thì các bạn nên chọn cái phần vị trí của video, còn không thì các bạn nên để giống như mình là để thăng với cái nội dung từ khóa của cái một video mà các bạn chia sẻ rồi. Mình chia sẻ là coi như là gần hết luôn các bạn nha. Cái chung ở đây thì cài đặt chung thì chúng ta để mặc định là đô la Mỹ các bạn ha. Kênh ở đây thì video trước mình chia sẻ với các bạn rồi. Tùy chọn nâng cao thì chúng ta tùy chọn cái quyền trẻ em hay không thuộc quyền cái trẻ em, hoặc là tùy chọn từng video thì đợt trước mình chia sẻ rồi. Đó, xây dựng thương hiệu ở đây là cái một một 24 giây, có nghĩa là trong vòng 24 giây này cái icon này sẽ hiện lên, các bạn có thể chỉnh về cuối video hoặc là toàn bộ video, thì có nghĩa là trong nguyên cái bộ video các bạn đang quay từ đầu tới đuôi luôn á là nó sẽ hiện luôn cái icon này ha. Cái icon này các bạn có thể thay thế bằng những cái định dạng đây. Đấy. Định dạng này các bạn có thể tìm rồi, hoặc là các bạn có thể vẽ rồi chúng ta chế ra rồi chúng ta làm, các bạn làm cái icon biểu tượng video của các bạn giống như mình đang làm nè. Đó, làm cái vòng tròn vuông với lại hình lục bát rất là dễ. Rồi tiếp các bạn ha. Rồi cài đặt nâng cao thì mình mới chia sẻ rồi. Rồi thông tin cơ bản đấy, Việt Nam quốc gia, mình vào cái tùy chỉnh kênh này coi có gì mới mình chia sẻ các bạn nữa không. Mấy cái này để mình coi có chút chút gì hay. À đó, vô đây rồi mình mới có cái chia sẻ với các bạn nè, video trước mình chưa chia sẻ ha. Đây, cái này là cũng ăn tiền các bạn nha. Đây, cái dành cho người đăng ký cũ. À, dành cho người đăng ký cũ các bạn ha. Này đây, bây giờ vô lại nè, vô lại từ đầu để các bạn biết nè, cài đặt phải không? Cài đặt rồi kênh. Đây. Rồi, chúng ta vô cái mục cài đặt, vô cái studio ha, chứ khi mình đây đấy, chúng ta vô cái YouTube Studio này rồi, rồi vô YouTube Studio rồi các bạn vào cái mục cài đặt góc bên trái dưới, các bạn chọn vào kênh, rồi các bạn vào xuống dưới đây góc giữa đây tùy chỉnh kênh, rồi chúng ta sẽ ra cái mục cái trang kênh của chúng ta, giao diện kênh. Ở đây các bạn có thể thay cái nền đây ha, đây chúng ta thay cái hình nền. À, mình chia sẻ với các bạn trong dưới cái video này cái hình nền luôn nha. Rồi rồi cái hình nền mình nói sau đi, mình nói cái này quan trọng hơn. Đây, dành cho người, cái mục trang chủ ở đây các bạn nha, mục trang chủ ở đây dành cho người đăng ký cũ. Đây, cái đây nó cho phép các bạn chèn một cái video đại diện hoặc là chúng ta chèn một cái danh sách phát. Đây, chúng ta có cái mục cây bút ở đây chúng ta chỉnh lại các bạn nha. Đấy, nè, các bạn có thể chỉnh sửa nè, đấy. Hoặc là chưa chỉnh thì chúng ta chọn thôi. Đó, chọn danh sách phát nè. Đây là danh sách phát các bạn ha. Danh sách phát. Đó, các bạn có thể chọn cái danh sách phát nào chúng ta đã gom những cái video mà hữu ích á. Các bạn gom chung một cái video vô đó. Và các bạn chọn cái video mà đối với các bạn là quan trọng nhất. Thì chúng ta chọn cái video đó làm đại diện. Làm đại diện cho cái kênh của các bạn nha. Đại diện kênh các bạn nghe có nghĩa là người nào truy cập kênh của các bạn là người ta sẽ thấy được cái video hoặc cái danh sách phát đó liền. Nên nó khá là quan trọng các bạn ha. Chúng ta buộc phải nhập cái này vô, mình mới nhập cách đây có mấy ngày thôi, rồi mình chia sẻ các bạn luôn, rất là hữu ích, và mình thấy được cái lượt view và cái lượt subscribe nó cũng tăng theo các bạn nha. Tại vì vô khi mà người lạ nó vô kênh các bạn, người ta thấy cái video các bạn hay đi, người ta tự nhiên ta click vô cái trang chủ kênh các bạn, người ta thấy trống lóc, người ta không thấy cái gì hết, thì làm cho giống người ta mắc có gì có hứng các bạn ha. Thành ra chúng ta đưa cái này vô thì nó lôi cuốn phần nào các bạn nha. Đây, còn cái dành cho khách mới truy cập là mình đưa cái này vô luôn đó. Cái video này rất là sốc, rất là hữu ích, nên thành ra mình đưa vô thì nó sẽ có cái khúc mà chúng ta chọn đây up lên, hoặc các bạn chọn rồi thì các bạn có thể đây thay đổi. Cái video này là video giới thiệu, khi người ta truy cập vào cái YouTube các bạn là người ta sẽ thấy cái video đó liền các bạn nha. Rồi thì các bạn cứ chọn thôi, hoặc gõ cái địa chỉ rồi cái tay enter là nó sẽ ra thôi các bạn ha. Chọn video thì giống như mấy cái kia thôi, tính năng tìm kiếm chung của YouTube nó như vậy, thì nó khá là
khá là hay. À rồi bây giờ mình chia sẻ với các bạn gì thay đổi cái hình nền này, thay đổi hình nền này mới căng đó ha. Còn thay đổi cái này thì dễ rồi, thay đổi cái này các bạn mình thay đổi cái nào đó các bạn cứ chọn, còn thay đổi cái này mới căng nè. Đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cái hình của mình, rồi các bạn dựa trên cái hình đó các bạn tải về nha. Bây giờ mình sẽ vào cái trang của mình tải cái hình đó rồi ví dụ cho các bạn coi luôn ha. Rồi mình ví dụ mình sẽ chia sẻ cái hình này cho các bạn xem nha, mình sẽ chia sẻ bên dưới cái video luôn. Đây đấy, rồi bây giờ mình tải cái hình này về đấy, tải cái hình này về rồi mình dùng cái phần mềm, mình chia sẻ với các bạn chút về cái kinh nghiệm chúng ta dùng phần mềm vẽ. Các bạn có thể dùng Fast-Tone Cartoon này hoặc là chúng ta dùng cái Ben, mặc định là Ben nó xài cũng khá là hay, Ben của Windows các bạn ha. Khi mà các bạn chụp màn hình chúng ta nên dùng cái Ben này rất là hay các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đây, rồi mình mở lên đây đấy toàn bộ cái khung này các bạn nha. Đây rồi mình thu nhỏ lại cho các bạn thấy dễ đi các bạn nha, chứ nó rất là lớn các bạn nha, mặc định là cái hình này là lớn luôn các bạn nha, các bạn úp luôn nguyên cái hình lớn này luôn các bạn ha. Đấy bây giờ mình ví dụ nè, đấy cái phần này là chúng ta sẽ thấy nè, sao mà khó thấy như ta. Đây đấy cái phần này đấy, đấy cái phần này các bạn ha, nó cái phần giữa mình đang làm cho mất á là các bạn sẽ thấy đại diện ở trên cái trang kênh của chúng ta. Rồi đây đó là các bạn sẽ thấy ở trên nền này, đó là cái hình ở giữa, là cái hình ở giữa đây làm các bạn sẽ thấy ở trên cái nền này ha. Đó là mình đưa các bạn cho các bạn chèn chèn hình của các bạn vô cái khoảng này, khoảng trống này nha, và các bạn nhìn nhìn cái đường của nó ha. Mình đã cho các bạn thấy rồi, mình zoom lại nè, đấy các bạn nhìn thấy cái đường nè ha. Đây nó cái đường kẻ của giữa hai cái hình này các bạn nha, nó hình trên và hình dưới nè. Đây hình dưới thì nó hình giữa nó nằm đây các bạn ha, ngay chân của cái người này nè. Đấy thì kéo dài qua đây luôn, đấy là đó, thì các bạn zoom lớn lên mới thấy, tại mình đang thu nhỏ cho các bạn thấy tổng quát cho nó dễ. Đấy là các bạn có thể chèn vô đó, còn những cái phần 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 trên dưới, phần trên dưới là các bạn tùy chỉnh nha, các bạn muốn thêm cái gì vô cũng được, mà tốt nhất là thêm cái gì cho nó ý nghĩa hoặc cho nó nhìn nó đẹp xíu các bạn ha, cho nó hài hòa nguyên cái bức tranh tổng thể này. Đấy thì đó, thì các bạn sẽ thêm vào đây ha. Rồi các bạn thêm vào đây rồi chúng ta úp luôn nguyên cái hình đó lên, úp luôn nguyên cái hình đó lên. À, đây mình ví dụ nha, chỉnh sửa ảnh kênh nè, tải ảnh lên nè, ảnh của bạn là ảnh có sẵn các bạn ha. Đây chọn từ máy tính nè, à, vô phương mục download nè, đúng mà đúng không bạn, nó đang quét rồi. Đây mình ví dụ tải này lên, rồi tải lên nè, đó các bạn thấy không. Đây cái ảnh mà chúng ta đang thấy trên máy tính là đây, còn cái này là tivi các bạn nha, chúng ta dùng tivi thì chúng ta sẽ thấy nguyên cái bức ảnh lớn này luôn, còn chúng ta dùng máy tính là chúng ta thấy bên này đấy đấy, hoặc là điện thoại thì chúng ta cũng thấy bên này. Thì nói chung là máy tính với điện thoại, máy tính bàn, máy tính laptop gì với điện thoại là chúng ta cùng thấy như nhau, còn có cái tivi thì chúng ta sẽ thấy tổng thể như thế này các bạn ha. Đấy thì các bạn có thể cắt, nhưng mà mặc định là mình để như thế này là chuẩn rồi các bạn nha. Thành ra các bạn chỉ tải vậy, các bạn chỉ dán cái hình các bạn vô ở giữa thôi, còn các bạn chỉnh sửa gì thêm đó là ok là được các bạn ha. Rồi mình ví dụ cắt thử coi nè, đấy cắt nè đó đó. À cắt cắt cái này là chúng ta thu nhỏ hoặc là cắt cái phần giữa nữa các bạn nha, đó cắt phần giữa đang thấy nè đó. Thì mặc định thì tốt nhất là các bạn để y như mình đây là chuẩn các bạn nha, tại vì cái này là mình đã canh hết rồi, canh cái đó là rất là khó các bạn nha. Mình lúc trước mình mò cái đó không là mất cũng tiếng đồng hồ chứ không ít đâu bạn. Rồi mà để mình lấy được cái bức tranh mà chuẩn như thế này các bạn ha, thì đấy thì mình sẽ đưa cho các bạn cứ chèn cái hình của các bạn vô thôi ha. Rồi bây giờ là cái mẹo tách video, rồi chúng ta đi qua cái mẹo tách video các bạn nha.
Rồi, cái mẹo tắt video, tắt video. Mình sẽ lui về trang trước nào. Tại sao mình sẽ chia sẻ cái mẹo này? Mình hôm nay mình giấu. Mình phải giấu mà là mình đang để chế độ offline các bạn nha. Mình đang để chế độ offline của cái video này. Đây. Không công khai, chế độ không công khai. Đâu rồi? Đây, đây video này không công khai. Đây là cái này là cái ăn tiền các bạn nghe nghe hết luôn bỏ phí các bạn ha. Đây cái video này là 39 phút mấy. Đây, video này là cái video này là tổng của hai cái video này và video này cộng lại. Video 39 phút mấy đó là tổng của hai cái video này các bạn nha. Hai cái video này đang bật chế độ công khai nhưng mà có một cái này là nó được kiếm tiền. Còn cái này là nó cũng được kiếm tiền nhưng mà nó bị hạn chế các bạn ha. Mặc dù ở đây chúng ta thấy nó xanh nè. Nhưng mà nó bị hạn chế các bạn nha. Hạn chế có nghĩa là khó kiếm tiền hơn. Khi mà chúng ta gộp một cái video á mà trong đó nó cái video ở đoạn cuối giống như cái này đoạn cuối ở cái video này thì nó khá là thú vị là mình phóng xanh các bạn ha. Đấy, thì nó thú vị cũng khá là thú vị, hữu ích. Thành ra là khi mà gộp chung một cái là thằng YouTube nó cho chúng ta kiếm tiền luôn, còn nhưng mà tôi tách ra thì thằng này nó bị hạn chế kiếm tiền đó. Nó có cái khó cái đó. Thì bây giờ là mình lấy cái video gộp chung mình sẽ bật lên chế độ công khai, và cái video mà bị hạn chế này thì mình để coi nếu mà nó để chế độ hạn chế không kiếm tiền rồi mình sẽ không công khai các bạn ha, không công khai, mình sẽ để hàng kia công khai thôi. Và cái hàng đoạn cuối này công khai nè, cái đoạn mà lúc mình phóng xanh là để công khai nè, và cái đoạn tổng của hai video mình để công khai nè, tại vì cái video tổng này nó bao gồm luôn phóng xanh trong đây. Hoặc các bạn nào muốn không cũng có những người họ thích xem trọn bộ video hơn là họ thích xem cái đoạn cuối video các bạn ha, thành ra là tùy vào cái sở thích mỗi người mà chúng ta chia cái video tách ra như thế nào cho nó phù hợp. Các bạn xem giống như cái chương trình thách thức danh hài đó, người ta tách 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 của cái nhân vật này diễn, tách của nhân vật kia diễn, người ta để làm những cái video riêng để cho những cái người xem họ xem phù hợp hơn. Thì như vậy người ta vừa kiếm được lượt xem vừa kiếm được lượt sub, mình nó thuận tiện cho cái người xem họ họ muốn xem cái video đó mà họ không muốn xem những cái video khác đó. Ý nghĩa của cái việc tách video là nó như thế các bạn ha. Và nó cũng có lợi cho chúng ta là chúng ta dùng chính video của mình để chúng ta kiếm tiền, nên chúng ta up lại những cái phần nhỏ trong đó thì chúng ta không có bị giống như bị kiện chính mình, thì cái đó không có các bạn ha, thì nó rất là hay. Hoặc là các bạn cắt những cái video nhỏ của những cái bộ phim, cắt đoạn nhỏ đoạn nhỏ đoạn nhỏ giống như các bạn xem những cái trailer phim đó. Đó, mặc dù bị đánh bản quyền nhưng mà người ta sẽ hạn chế cho các bạn phần nào, cho các bạn công khai mà không có bị vi phạm, giống như là vi phạm cái luật mà nghiêm khắc hơn là đánh sập kênh đó. Chỉ là cho các bạn công khai thôi, còn ngoài ra là toàn quyền là thuộc về của cái bản quyền của người ta. Ví dụ bạn có bật kiếm tiền được đi thì cái người video chủ video họ sẽ kiếm tiền trên video đó chứ bạn không được hưởng video đó. Nhưng mà bạn dựa vào cái video đó thì bạn kiếm được cái lượt xem và bạn kiếm được cái lượng người đến với kênh của bạn, cái đó mới quan trọng các bạn ha. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta cần bật kiếm tiền là chúng ta để thu tiền về mình là chính, cái đó nghĩ cái đó thì nó cũng bị hạn chế các bạn nha. Thì đó là lý do tại sao mình up cái video mà UFO. UFO này đâu phải của mình đâu. Đấy các bạn thấy không? Không đủ điều kiện kiếm tiền nè. Đấy. Khiếu nại xem chi tiết nè. Đó là video này bản quyền của người ta gần như 100% các bạn ha. Đây, nó cảnh báo nè, nguyên cái đoạn nè các bạn nha. Đó, nguyên cái đoạn ô vuông nè, ô vuông màu trắng là toàn là bản quyền của người ta hết nè. Đấy. Các bạn có thể khởi kiện lại, các bạn có thể khuyến nghị, đấy, kháng nghị đây. Kháng nghị lại để đòi hỏi cái video đó thành của mình. Nhưng mà không ai đời nào làm vậy là có ngày mất kênh đó bạn nha. Tại video của người ta mà không lẽ mình đi kháng nghị lại thành của mình coi sao được. Cái đó nó không hay các bạn ha, mình cũng không khuyến khích cái vụ đó. Rồi đó, miễn sao cho chúng ta bật công khai và nó báo là không ảnh hưởng, không bị ảnh hưởng đến cái kênh của mình là ok, là các bạn có thể kiếm được cái lượng người xem mà kiếm được cái lượng người đến với các bạn là chúng ta đã mừng rồi các bạn ha. Đừng đừng tham quá, đừng tham quá nó sẽ không hay các bạn nha. Đấy, ở video này mình chia sẻ cũng khá là nhiều cái chân thật nhất để các bạn tìm thêm được cái lượng
người xem đến các bạn ha. Mình cũng chia sẻ thêm một cái mẹo, cũng có những bạn mà chúng ta nói cũng tương tự cái video mà gộp của mình nè, thì có những bạn mà chúng ta nó nói cái mẹo mà trực tiếp mà phát đá banh ha, rồi chúng ta tải tải cái video trực tiếp đó, rồi chúng ta ghép những cái video khác cùng cái video trực tiếp đá banh, rồi khi mà chúng ta khi mà hết cái phần đó, chúng ta kiếm được cái lượt xem mà lượt giờ xem rồi, rồi chúng ta cắt bỏ cái phần phát trực tiếp đi, chúng ta lấy cái phần video của chúng ta, thì cái đó mình nghĩ là không bền các bạn nha, không bền đâu. Được nhưng mà sẽ không bền các bạn ha. Chúng ta lấy một đoạn nhỏ thôi, chúng ta lấy một đoạn nhỏ giống như mình mới mới chia sẻ với các bạn đó, thì lấy một đoạn nhỏ thì ok, chúng ta bê nguyên cái của người ta lên là không ổn các bạn nha, nếu mà người ta kiện là mệt lắm nha. Thì đó mình cũng cảnh báo trước các bạn biết luôn ha, và mình nói rõ luôn các bạn về cái vấn đề tôn giáo luôn nha. Thì các bạn biết tại sao mà cái video mình nó ở chế độ mà thấp nhất là 480p không? Thực chất là mình quay là full HD các bạn nha, hai video này và cái video tổng của hai video này mình quay full HD hết. Mình ví dụ là cái này tối thì mình chấp nhận là nó full HD mà lên YouTube nó convert lại là 480p, ok mình chấp nhận điều đó. Nhưng mà cái phần này mình cố tình mình tắt riêng đó các bạn nha, mình cố tình tắt riêng là do mình quay ban ngày, nhưng mà nó vẫn để cho mình từ full HD xuống còn 480p, chứng tỏ là và nó bị hạn chế nữa các bạn nha, hạn chế kiếm tiền nữa. Là mình hiểu một điều là hàng YouTube này nó cũng nó hơi gọi là sao ta, nó hơi cũng hơi chèn ép các bạn ha, hơi 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 chèn ép xíu, nhưng mà không sao, miễn sao anh cho tôi up là được rồi, miễn sao đừng có chặn luôn video là ok rồi ha, nhưng mà để cái video chất lượng thấp thì cũng hơi hơi buồn xíu rồi. Chia sẻ các bạn cũng khá là nhiều trong cái video này ha. Rồi thì cũng có một số bạn chia sẻ, thì khi khi mà mình cũng để ý mình thấy rồi nha, chứ phải là một số bạn. Mình có một cái video mà mình ở trần là mình gạo gió nè, đâu rồi, đã gần đây, video gần đây gạo gió không phải video đó, là mình lúc trước là bị hạn chế kiếm tiền, nhưng mà khi đây đây khi mà video này nhiều người xem, trên trăm mấy lượt xem, thì từ cái mà nó bị hạn chế kiếm tiền cái mình thấy nó được xanh các bạn nha, hạn chế là màu vàng nhưng mà giờ mình thấy nó xanh trên điện thoại các bạn nha, còn còn trên trình duyệt web mình không biết thấy nó làm sao, nó sao sao mà mình không biết chính xác trăm trăm hay không mình không biết, mà trên điện thoại lúc trước là mình thấy nó bị hạn chế, nhưng mà sau này mình thấy là xanh là ok. Nhưng mà điều kiện là cái video đó các bạn phải đủ cái thời lượng trên 1 phút càng tốt các bạn nha, trên 1 phút càng tốt, và video đó là một cái lượt xem nó phải ok, và cái thời gian nó phải cao hơn xíu thì chúng ta mới được duyệt nó về cái kiếm tiền nó dễ hơn. Nè các bạn thấy không, hạn chế nè, rõ ràng đây là ghi rõ là chữ hạn chế luôn ha, và cái đây là khó khó kiếm tiền các bạn nha, mặc dù có nếu mà nhiều người xem đó, thì sẽ có quảng cáo đó, nhưng mà rất là ít các bạn nha. Nhưng mà chúng ta cứ bật đi các bạn ha, 1 2 lít gì đó kiếm được vài đồng chẳng hạn, không có nhiều mà thôi để chơi cho có rồi. Rồi cũng nói khá là nhiều các bạn ha, rồi bây giờ mình để các bạn tham khảo thêm, bình luận bên dưới để mình học hỏi thêm kinh nghiệm, thì các bạn cũng như là mình chia sẻ thêm những cái hữu ích, sau này mình tích góp mình biết thêm cái gì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm cái đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thành công và phát triển kênh ngày càng vững mạnh hơn nữa.